Mình là một người dùng iPhone từ XR 11 hay bây giờ mình đang dùng 11 Pro. Và khi đặt bất kỳ một chiếc flagship nào ở cạnh iPhone thì tất nhiên khi so sánh ngang sang thì nó sẽ luôn luôn có những cái tính năng rất hay ho trên các cái flagship Android. Cho nên là lần trước khi mình làm so sánh nhanh ngay khi mà cầm được Find X2 trên tay ấy, mình đã khen nó tương đối nhiều. Mình đã nói là ba cái điểm mình thích nhất ở trên chiếc Find X2 này mà hoàn toàn đủ khả năng để đánh bại được iPhone 11 Pro. Vậy nhưng bây giờ sau khoảng 3 ngày sử dụng thì khi mà tuần trăng mật đã kết thúc rồi thì mình thấy rằng nó cũng có những cái điểm hạn chế đấy, không phải là một chiếc điện thoại hoàn thiện hay là toàn diện đâu. Và hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn smartphone của Oppo mà giá tới 24 triệu đồng sau 3 ngày thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video hôm nay. Đi vào chi tiết luôn, 3 điểm khen và 3 điểm chê là gì? 3 điểm khen thì lần trước mình có nói là 3 điểm ăn đứt đúng không? Bây giờ mình sẽ nói 3 điểm chê trước đi. Ba điểm chê thì đầu tiên đó chính là về thiết kế. Oppo Find X là một cái chiếc điện thoại khiến mình cực kỳ ấn tượng. Thời điểm đó thì mình chưa làm review nhưng mà mình xem video của các kênh mình thấy rằng wow, tại sao lại có một cái chiếc điện thoại mà hoàn toàn có thể là camera thòi thụt này, màn hình tràn viền, cầm nhìn nó hoàn toàn khác biệt. Nhưng với Find X2 thì chúng ta không còn nhiều cái sự đột phá nữa. Nhìn từ mặt sau các bạn có biết đây là chiếc điện thoại nào không ạ? Không. Rồi kể cả mặt trước màn hình đục lỗ, các bạn có biết đây là chiếc điện thoại nào không? Không, mình nghĩ là không nhiều người có thể nhận ra được. Cái thứ hai cũng ở mặt thiết kế này, một cái yếu tố nhỏ thứ hai ở thiết kế nhá, là cái màn hình của nó. Mặc dù tỷ lệ là 19:8:9, dài, xem phim sướng và đã, nhưng mà nó cầm như thế này không cân đối. Đặc biệt là thiết kế viền màn hình cong, nhìn từ trên xuống thì cái cảm giác hai viền nó hơi tối một chút này. Khi cầm ở tay thì nó cũng rất là trơn trượt do máy mỏng. Và mình suýt nữa rơi mấy lần rồi, may mà chưa bị rơi ra. Còn cầm mà trượt và hẫng tay là rất nhiều, bởi vì do thiết kế của nó mỏng, dài, lại còn tương đối nhẹ nữa. Thì đấy là những cái điểm về thiết kế mình chưa thích. Điểm thứ hai lớn mà mình không thích về chiếc máy này đó chính là về camera. Anh em đừng hiểu nhầm, camera của nó quay video rất tốt và mình sẽ nói chi tiết hơn ở trong những cái bài đánh giá sau hay là so sánh sau. Nhưng trong khi mình đi test camera ấy, mình thấy rằng khi chụp đêm ở trên cái camera của Oppo Find X2, mặc dù thông số nó rất là khủng, được quảng cáo rất là kinh khủng, nhưng mà khi chụp đêm thì màu sắc hay bị lên sai. Mình có thể đặt ở đây một cái ảnh cũng chụp đêm của S20 Plus nhá, mình đang làm so sánh hai chiếc máy đấy. Thì anh em quan tâm cứ click subscribe, click chuông, video sắp tới mình sẽ cho so sánh chi tiết. Còn ở đây anh em nhìn là thấy ngay. Và cái thứ ba mình không thích ở trên chiếc máy này đó chính là với mức giá được công bố của Oppo Find X2 là 23.990 và khi các bạn đặt hàng trước tại Cellphone S thì sẽ được nhận những phần quà tới 8 triệu như là loa B&O và sau khi trừ quà thì các bạn sẽ được trừ khoảng 4 triệu vào giá. Thì với một mức giá như vậy, cấu hình flagship, mọi thứ nó rất là kinh khủng. Mình nghĩ rằng cái chiếc máy này cần những cái tính năng cũng phải flagship như thế. Vậy nhưng trong thời gian sử dụng vừa rồi mình thấy rất tiếc là nó lại không có tính năng sạc không dây. Ở nhà mình thì mình đang dùng những cái thiết bị của iPhone hay là AirPods 2, mình cũng dùng là bản sạc không dây và hầu như là mình chuyển hết sang sạc không dây rồi. Tuy nhiên khi dùng đến Find X2 thì mình buộc lại phải kiếm lại một cái dây C để cắm sạc vào. Và tính năng chống nước của nó, một cái tính năng cao cấp cần phải có khác, thì nó lại chỉ hỗ trợ là IP54 thôi. Mặc dù mình biết về lý thuyết thì chẳng anh em nào lại mang máy đi mà test, mà đọ là nhúng nước lâu hơn hay các kiểu cả. Có một cái chuẩn kháng nước để mà chúng ta có thể yên tâm sử dụng khi trời mưa hay là khi bị nước bắn vào là tốt rồi. Nhưng mà khi mà so sánh với iPhone hay là những chiếc flagship khác cùng tầm giá của Samsung như S20 Plus thì mình vẫn thấy rằng đây là một điểm thiếu sót, đặc biệt là với một người dùng phá hoại như mình thường xuyên là dùng nó ở ngoài trời mưa. Khi lúc đấy mình có thể là yên tâm làm với iPhone, nhưng mà với Find X2 thì mình không yên tâm như thế. Từ đầu video mình đã chê rất là nhiều. Vậy thì trong 3 ngày sử dụng vừa rồi mình thấy rằng có những cái điểm gì hay ho ở trên chiếc điện thoại này. Điểm đầu tiên đó chính là về camera. Camera mình đã nói, chụp ảnh tuy rằng hơi kém nhưng mà cái khả năng quay video của nó chống rung nó phải gọi là cực kỳ đỉnh. Thật sự rất rất là đỉnh. Anh em lưu ý là mình gọi là iFan nửa mùa đấy. Mình cũng dùng camera của iPhone quay phim rất nhiều, nhưng mà chưa thấy một cái chiếc điện thoại nào trên đời này mà chống rung nó tuyệt vời được như Oppo Find X2. Nói thế thì nghe hơi quá, nhưng mà chắc là mình sẽ để một video ở đây thử cho anh em xem. Chống rung của nó có cả chế độ là siêu ổn định khi quay video, rồi có cả là siêu ổn định Pro chuyên nghiệp nữa. Và khi quay video ấy, mình có đi bộ, mình có chạy hay là mình có ngồi trên xe máy thì mọi cái thao tác giật lên giật xuống, kể cả có ấy, thì nó vẫn rất là mượt, gần giống như là gimbal vậy. Và mình rất rất ấn tượng với khả năng chống rung khi quay video của chiếc điện thoại này. Yếu tố thứ hai mà mình nhận ra là một điểm cộng đáng khen ở trên Oppo Find X2 đó chính là về thời lượng pin. Thực ra thì đáng khen thì không hẳn, nhưng mà ban đầu có nhiều anh em rất là hay comment là màn hình 2K rồi 120Hz như thế thì khi dùng pin, cái viên pin có hơn 4.000 mAh của nó có đủ cáng đáng hay không. Mình thì mình vẫn chưa đủ thời gian sử dụng dài để test, mình mới dùng có 3 ngày thôi mà, mình cũng sạc nó có 2 lần. Nhưng mà mình có thể nói thẳng với anh em luôn là nó không hề hẻo. Ở đây mình có cáp màn một số những cái bức ảnh,
chỉ là mình cứ cắm sim và mình dùng cơ bản thôi, có Facebook, có Instagram, có xem YouTube, có cả phát 4G để mình dùng với iPhone. Và với một người dùng như mình thì mình thấy rằng cái thời gian như vậy là hoàn toàn chấp nhận được. Đặc biệt là mình liên tục bật 2K và 120Hz dùng rất mượt và rất sướng. Đấy anh em phải lưu ý. Còn nếu anh em để những cái chế độ tối ưu để cho máy tự động điều chỉnh giảm từ 120Hz xuống tần số quét là 60Hz hay là giảm độ phân giải từ 2K xuống Full HD thì lúc này có thể là chúng ta sẽ được tối ưu và tăng cái dung lượng pin hơn. Mình thì mình không làm như vậy. Mình là reviewer, mình không dùng ốp, mình không dán màn hình. Và mình muốn là cái chiếc máy này phải được đẩy lên cái độ mà thể hiện cao nhất của nó. Do đó thì đấy, anh em cứ nghe ý kiến của mình là như vậy. Cái thứ ba mình muốn nói với anh em nữa, như mình có nói đoạn nhỏ nhỏ lúc nãy, trong 3 ngày vừa rồi mình đã sạc pin chiếc điện thoại này 2 lần. Và lần nào ấy thì mình cũng chỉ cắm khoảng 30 phút thôi, bởi vì thực sự là cái sạc đi kèm theo máy rất nhanh. Cái việc trước đây mình có thấy một cái video leak ra ở trên Weibo hay là đâu đó bên Trung Quốc, họ có leak là 15 giây máy sẽ nhảy 1% pin. Mình cũng không tin đâu, nhưng mà mình có test và nó đúng là như vậy thật. Ở những cái giai đoạn mà khi mà máy đang pin yếu ấy và cái dòng đẩy vào được rất là nhanh ấy thì máy hoàn toàn có thể đạt được cái hiệu quả đấy là cứ 15 giây pin trên máy sẽ sạc vào 1%. Có lần mình có đăng ảnh lên Facebook, mình đang chỉnh ảnh, mình đăng lên xong mất khoảng 10 phút thì máy đã từ 1% này đến khoảng 30% rồi. Rất thực sự sạc rất là nhanh. Sạc đi kèm theo máy là 65W, cổng công nghệ là Super VOOC 2.0, một công nghệ khá là đỉnh cao thời điểm hiện tại. Và thực ra thì Oppo lâu nay họ luôn nổi tiếng về những chiếc máy sạc nhanh rồi. Thường là những cái sản phẩm flagship của họ khi ra mắt sẽ đều được trang bị công nghệ thuộc dạng là sạc nhanh đỉnh cao nhất hoặc là nhì thời điểm đó, cho nên là cái này thì mình không bất ngờ lắm. Máy khi sử dụng thì sạc vẫn hơi nóng một chút, nhưng mà mình hoàn toàn là chấp nhận được. Đó, trong video hôm nay thì mình đã tổng kết với anh em 6 điểm, thêm 3 điểm khen nữa ngoài 3 điểm mà mình thấy rằng vượt qua iPhone 11 Pro. Và thêm 3 điểm chê nữa trong cái thời gian sử dụng cũng vừa đủ của mình. Anh em có muốn mình làm test những cái gì hay là có những cái ý kiến gì với chiếc máy này, đừng quên để lại comment ở bên dưới. Hiện tại Sephone S đang nhận đặt hàng trước. Tuy nhiên anh em lưu ý là chúng ta có cả những cái phần quà rất lớn như là loa BNO. Và khi mà đã trừ quà đi thì sẽ là chỉ còn khoảng 20 triệu. Lúc này thì mình thấy rằng với mức giá này là mình thấy là ngon đấy. Mình vẫn hơi tiếc một chút là tại sao là IP54. Mình muốn mang nó đi bơi thử nhưng mà IP54 thì hơi sợ. IP54 chứ. Rồi anh em đừng quên để lại một like và subscribe nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.